Để có thể cài được cái phần mềm Android X8 ở trên cái máy tính Mac thì bạn cần phải hạ cái hệ điều hành, cái phiên bản của hệ điều hành của bạn xuống một cấp. Tức là ở đây thì tôi đã hạ cấp xuống là macOS Mojave. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài cái phần mềm Android X8 ở trên cái hệ điều hành Mac. Thế thì vừa rồi thì một số bạn có hỏi tôi về cái vấn đề này. Vấn đề mà một số bạn không thể cài đặt được cái phần mềm Android X8 này ở trên cái hệ điều hành Mac bởi vì đơn giản là bạn đã cập nhật cái hệ điều hành của cái máy tính Mac của bạn lên cái phiên bản mới mới hiện nay, tức là cái phiên bản Catalina. Vì vậy nếu nếu mà bạn đã cập nhật lên Catalina rồi thì bạn sẽ không thể cài đặt được cái phần mềm Android X8 này. Để có thể cài được cái phần mềm Android X8 ở trên cái máy tính Mac thì bạn cần phải hạ cái hệ điều hành, cái phiên bản của hệ điều hành của bạn xuống một cấp. Tức là ở đây thì tôi đã hạ cấp xuống là macOS Mojave. Đấy, nếu mà giả sử như là bạn bạn vào cái hình quả táo này nhé. Đây, đây tôi làm lại này. Bạn vào cái hình quả táo này, xong click vào About This Mac này. Đấy, và bạn nhìn thấy là cái hệ điều hành của bạn là macOS Mojave. Như vậy là đã là ok rồi. Hoặc là có thể một cái version Mac thấp hơn nữa, tôi không nhớ là cái nó tên là gì. Nhưng mà nếu mà bạn mà nhìn thấy ở đây là Mac Catalina thì chắc chắn là cái phần mềm Android X8 này nó sẽ không cài đặt được. Cái thứ hai nữa là phần Word, đúng không? Giờ chúng ta mở Word lên này. Và chúng ta cũng kích vào cái phần cái chữ Word ở trên này này, và chúng ta nhìn cái chữ About này. Đấy. Thì ở đây thì hiện nay tôi đang sử dụng là cái phần mềm Word 2019. Thì nếu mà bạn có cái Word 2019 thì bạn có thể làm giống hệt như là tôi ở đây, hoặc là thậm chí bạn có thể cài với cái phiên bản Android X8 này ở trên cái lên trên cái Word 2016, tôi thấy cũng cũng được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đóng lại nhé, đóng lại này, bởi vì khi mà chúng ta cài đặt thì chúng ta cần phải đóng Word lại, đúng không ạ? Thì thực ra thì tôi đã có một cái video hướng dẫn rất là kỹ cách mà bạn có thể cài đặt cái phần mềm Android X8 ở trên hệ điều hành Windows và hệ điều hành Mac, thì bạn có thể tìm lại cái video đấy để bạn có thể xem nó kỹ hơn. Thì ở đây thì tôi sẽ thao tác tương đối là nhanh. Thế bây giờ chúng ta, tôi nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta cần phải có macOS Mojave này. Đấy. Và thứ hai nữa là Word thì là phiên bản 2016 và 2019. Có thể các bạn thử nghiệm với lại các cái phiên bản Word cũ hơn, tuy nhiên là tôi cũng không chắc lắm. Bây giờ chúng ta đóng lại này. Và để mà lấy được cái phần mềm Android X8 cho Mac này thì tôi đã có một cái fanpage. Fanpage là viết và xuất bản quốc tế, thì bạn cần phải gửi tin nhắn. Đây bạn vào cái phần gửi tin nhắn này. Gửi tin nhắn, click vào đây và gửi tin nhắn đến với cái fanpage này, và tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái đường link để bạn có thể tải. Ở đây thì bạn có thể tải cái như ở đây thì bạn nhìn thấy là bạn có thể tải cái EndNote cho Mac này, cho Windows và hướng dẫn sử dụng EndNote. Bây giờ giả sử như là chúng ta đã có cái phần mềm EndNote ở đây rồi, thì khi chúng ta tải xuống mà chúng ta giãn nén ra thì chúng ta sẽ có các cái file là EndNote X8 này, Installer này và cái EndNote X8.2. Thì chúng ta cần phải click vào đây. Đấy, click vào đây. Click vào EndNote X8 này, Installer này, đấy. Thì nó sẽ hiện ra một cái khung ở bên này. Và chúng ta sẽ click vào đây. Đấy. Và chúng ta chỉ cần click vào OK thôi. Chúng ta install. Đấy. Đấy, sau đấy thì chúng ta click vào Next này. Next này. Và đăng. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái phần mềm EndNote X8 ở trên cái máy tính Mac. Và bây giờ chúng ta sẽ mở Word ra để xem nó đã tích hợp vào trong cái phần mềm Word chưa. Đấy, hiện nay thì chúng ta chưa thấy là cái menu EndNote nó được tích hợp ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tích hợp nó vào. Cho đến cái giai đoạn này thì bạn có thể làm hai hai việc. Thứ nhất là bạn có thể làm tích hợp được luôn. Trong một số trường hợp thì nó sẽ tích hợp được luôn. Còn một số trường hợp nữa thì bạn sẽ phải cập nhật lên cái phiên bản là EndNote 8.2. Đấy, tùy cho trường hợp. Thì bây giờ tôi sẽ thử để
đưa cái menu EndNote nó lên trên đây, đây đã, chúng ta thử tích hợp lại. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần tool này. Sau đó thì chúng ta sẽ kích vào cái template and add-in này. Đấy. Rồi. Và chúng ta nhìn thấy hiện nay ở trong này nó đang không có gì, thì chứng tỏ là nó chưa được cài đặt, chưa được tích hợp cái EndNote, cái menu EndNote vào trong Word. Giờ chúng ta sẽ cancel, chúng ta đóng lại này. Giờ chúng ta sẽ mở cái EndNote X8 này lên này. Và trước khi mà làm được việc đó thì chúng ta cần phải đóng cái phần mềm Word này lại. Chúng ta quit nha. Đấy, quit đấy. Thì chúng ta lưu ý là mỗi khi mà chúng ta muốn cài đặt gì đó vào trong Word thì chúng ta phải đóng cái phần mềm Word lại. Và chúng ta nhìn thấy ở đây có, chúng ta bật, chúng ta mở cái EndNote X8 lên này. Đấy, và chúng ta sẽ kích vào đây này, kích vào cái EndNote, chữ EndNote X8 nhé. Thì chúng ta nhìn thấy chữ Customizer. Đấy. Rồi, và chúng ta nhìn thấy ở trên này này, nó có chữ Size While You Write. Chữ, cái này nó liên quan đến cái việc là phải tích hợp cái menu EndNote X8 đấy vào Word thì chúng ta mới làm được việc này, tức là khi mà chúng ta vừa viết và chúng ta có vừa có thể trích dẫn đấy, nội dung nó là như vậy. Và chúng ta tích vào đây này, sau đó chúng ta tích vào Next này. Rồi, ở đây thì nó nói là nó không phát hiện ra một số cái win Word này, tức là một số cái Word này, nhưng mà thôi kệ, chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm. Chúng ta Next này và chúng ta Done. Thế lúc này là chúng ta đã gọi là tích hợp xong cái menu EndNote X8 vào trong cái phần mềm Word. Thì bây giờ chúng ta mở lên này. Đấy. Chúng ta mở này. Hiện nay thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy gì. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại Tool này. Chúng vào Template Add-in này. Và hiện nay thì chúng ta cũng không thấy có gì. Đấy, vậy là chúng ta rơi vào cái trường hợp là cái nếu mà chúng ta cài nguyên cái EndNote X8 thì nó sẽ không hiện lên. Bây giờ chúng ta sẽ phải cài đặt cái phần gọi là phần update. Bây giờ chúng ta cancel này, chúng ta đóng lại này và chúng ta thoát cái phần mềm Word này. Đấy, chúng ta thoát ra này và bây giờ chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ update cái phần EndNote X8 lên. Rồi, chúng ta click vào đây, Next này, Next này. Và nó hỏi là chúng ta có muốn cập nhật không thì chúng ta sẽ yes. Và lúc này thì chúng ta cần phải nhập cái password của cái máy tính của chúng ta. Ok. Rồi, vậy là nó đã cập nhật xong thì chúng ta đăng, chúng ta đóng vào này. Chúng ta đóng vào nhé. Rồi chúng ta đóng hết lại và chúng ta khởi động lại. Chúng ta đóng vào này. Thì chúng ta khởi động lại cái EndNote X8 này. Đấy, thì chúng ta khi chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy lúc này là chúng ta đã có cái cập nhật lên là phiên bản X8.2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác tiếp. Bây giờ chúng ta đóng lại đã. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái Word lên xem nó đã tích hợp chưa. Đấy, thì bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là sau khi chúng ta cập nhật lên cái phiên bản là EndNote 8.2 thì cái menu EndNote nó đã hiện lên đây rồi, tức là nó đã tích hợp vào trong cái hệ thống của chúng ta rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ click vào đây. Đấy, thì lúc này chúng ta nhìn thấy nó có một cái điều là cái hệ thống nó lại hỏi là phải có email và password. Thì thực ra thì khi nó cài đặt ấy thì nó sẽ cài đặt luôn mà hai cái định dạng, một là cái phần là chạy ở trên máy tính và cái thứ hai là cái EndNote Online. Thì cái này thì chúng ta cũng không có gì phải băn khoăn cả, chúng ta chỉ cancel đi thôi. Đấy. Nếu mà bạn nào mà đã có cái tài khoản của EndNote rồi thì hoàn toàn bạn có thể đưa vào đây. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta không cần lắm bởi vì chúng ta sẽ cài cái phần EndNote ở chạy ở trên máy tính của chúng ta. Chúng ta đóng vào. Đấy, chúng ta cứ cancel đây. Đấy là được rồi. Đấy. Sau khi cancel một loạt thì nó sẽ hiện ra như thế này. Và khi chúng ta nhìn thấy một cái định dạng như thế này thì chứng tỏ là cái hệ thống của chúng ta nó đang kết nối vào cái
EndNote Online, chúng ta nhìn thấy chữ EndNote Online này. Đấy, thế bây giờ để mà chuyển sang cái phần EndNote mà chạy ở trên máy tính của chúng ta thì chúng ta cần phải vào chỗ đây, chỗ Preferences này. Đấy, và chúng ta nhìn khi chúng click vào thì chúng ta sẽ có một cái bảng hiện ra, và chúng ta nhìn thấy ở phía cuối này có chữ Application. Đấy, và khi chúng ta nhìn thấy ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nó có hai lựa chọn, một là EndNote và EndNote Online. Thì với EndNote Online thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký một cái account. Trong cái video khác thì tôi đã hướng dẫn về cái EndNote Online này rồi, thì bạn có thể xem ở trong cái video đó để biết. Thì chúng ta điền email này, điền password của chúng ta vào đây này để chúng ta kết nối với lại cái tài khoản EndNote Online. Thế còn trong trường hợp này thì chúng ta sử dụng là EndNote chạy ở trên máy tính của chúng ta, thì chúng ta tích vào đây và chúng ta OK. Đấy. Đấy, thì lúc này thì cái EndNote của chúng ta nó đã hiện ra cái dạng là nó chạy ở trên máy tính của chúng ta rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu trích dẫn từ đây. Thế để mà trích dẫn như thế nào thì tôi cũng đã có rất nhiều các cái video hướng dẫn về cách trích dẫn, thì bạn có thể xem các video đó để bạn có thể hoàn thành cái việc trích dẫn của mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy đăng ký vào nút subscribe phía dưới để bạn có thể nhận được video của tôi sớm nhất. Lưu ý là bạn hãy click vào nút quả chuông để bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Tôi xin cảm ơn các bạn đã đăng ký vào kênh YouTube của Vũ Duy Kiên. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của tôi.